Cảnh sát Peru thu giữ hơn 4.000 khẩu súng trong quý 2 năm 2022. Thứ Tư ngày 29 tháng 6, cảnh sát Peru công bố đã thống kê thu giữ hơn 4.000 khẩu súng. Được biết đây là kết quả của lần đẩy mạnh hoạt động kiểm tra sử dụng súng trên khắp quốc gia Nam Mỹ được thực hiện trong thời gian là 3 tháng của quý 2 năm 2022. Trong một cuộc họp báo, Cơ quan Giám sát Quốc gia về Kiểm soát Dịch vụ An ninh, Vũ khí, Đạn dược và Chất nổ Dân dụng đã nói rằng có đến 4.874 khẩu súng được thu hồi trong quý 2. Mario Arata, Giám đốc Quốc gia của Sukamec, tuyên bố rằng các vũ khí đã bị thu giữ từ các hoạt động trái phép diễn ra trên khắp quốc gia. Buổi thuyết trình do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Martin Parra đã dẫn đầu tại Lima đã phát biểu rằng hoạt động thu giữ súng đang được triển ra nhằm mục đích hạn chế và ngăn chặn tỷ lệ tử vong, nâng cao an ninh đời sống tại quốc gia. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh rằng chính phủ thực hiện kế hoạch này để tránh nguy cơ tội phạm chống phá nhà nước. Trong những năm trở lại đây, bạo lực và tội phạm tăng cao ở Peru. Theo các nhà phân tích an ninh, hơn 70.000 vụ tấn công đã được báo cáo tại khu vực đô thị Lima vào năm 2021.